Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bang Giao Trung Việt, những màn nói dối hào nhoáng. Thời điểm này mà lại nói về lòng tin chiến lược giữa Trung Quốc và Việt Nam thì là cái gì? Nếu không phải là những lời nói dối hào nhoáng. Lãnh đạo của hai quốc gia cộng sản già cầy cũng đang đùa nhau diễn vở kịch rẻ tiền này. Mâu thuẫn và hồi cao trào, nhưng lời thoại thì toàn âm hưởng du ngủ và đầy chất ma mị. Tác giả Nguyễn Việt Trung đã nêu quan điểm về mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc trong bài viết mới đây với nội dung như sau. Vào ngày 26 tháng 4 năm 2021, tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi quân đội Việt Nam và Trung Quốc tăng cường xây dựng lòng tin giữa lúc căng thẳng đang dâng cao ngoài Biển Đông. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa ở Hà Nội hôm 26 tháng 4 năm 2021. Nói với Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, người đang có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 24 đến 27 tháng 4. Ông Nguyễn Xuân Phúc mong muốn quân đội hai nước cần tiếp tục xây dựng, tăng cường, vững chắc lòng tin chiến lược, phối hợp đưa hợp tác quốc phòng tiếp tục tạo thành trụ cột trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và như vậy là vào thời điểm này mà lại nói về lòng tin chiến lược giữa Trung Quốc và Việt Nam, nếu đó không phải là những lời nói dối, hào nhoáng thì là cái gì khi ngoài kia, ở Biển Đông, Trung Quốc liên tục áp đặt Việt Nam và xua đổi quân đội cũng như người dân Việt Nam ra ngoài khơi đánh cá. Vấn đề đặt ra là tại sao lãnh đạo hai nước cộng sản già cầy này lại quyết định vở diễn rẻ tiền đến như vậy trước người dân trong nước, trong khi xung đột tiến đến gần cao trào, nhưng lời thoại thì nghe toàn âm hưởng du ngủ và đầy sự mâu thuẫn với nhau. Họ trình diễn cho ai xem và mục đích cuối cùng của các liều thuốc an thần ở đây được họ tung ra để làm gì? Chẳng phải đâu xa, ngay trong thời gian tướng Ngụy Phượng Hòa chuẩn bị sang Việt Nam để tiến hành cái gọi là giao lưu hữu nghị, tạp chí của Trung Quốc đã tố cáo Việt Nam xây dựng lực lượng dân quân biển để thách đố Bắc Kinh. Bài báo này của Trung Quốc được viết như sau. Lực lượng dân quân biển Việt Nam và các hoạt động của họ trên vùng biển gần đảo Hải Nam, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã đe dọa đến việc thực thi luật hàng hải và an ninh quốc phòng quốc gia của Trung Quốc. Tác giả cũng đưa ra cảnh báo là cần xem xét nghiêm túc và ứng phó kịp thời với chiến thuật mà phía Tàu, tức là phía Trung Quốc cho là Hà Nội đã học mót từ Bắc Kinh. Chưa hết, giới quan sát còn phân tích một diễn biến mới đây nhất, đó là việc Trung Quốc cho khoảng 200 tàu dân quân biển neo đậu dài ngày từ tháng 3 đến tháng 4 năm nay ở bãi đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hành tung này một lần nữa sới lên những xung đột cũ và tiềm tàng những xung đột mới có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và Biển Đông trở thành một thùng thuốc súng. Theo các chuyên gia, đá Ba Đầu nằm trong phạm vi lãnh hải của đảo Sinh Tồn Đông do Hà Nội kiểm soát, nghĩa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu của Trung Quốc kết thành hàng dài tại bãi đá Ba Đầu, đảo Sinh Tồn Đông của Việt Nam. Trong khi đó, phía Trung Quốc luôn coi tất cả những gì nằm trong phạm vi đường lưỡi bò là thuộc về họ. Và nhiều lần lớn tiếng xua đuổi quân và dân Việt Nam khỏi những hòn đảo đang đóng giữ. Rõ ràng, bang giao Việt Nam và Trung Quốc đang có nhiều bất đồng ngày càng khó giải tỏa. Đặc biệt trong vấn đề chủ quyền đối với vùng biển đảo mà Trung Quốc từng cưỡng chiếm của Việt Nam. Vấn đề tranh chấp trên Biển Đông được thể hiện một cách công khai trong đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng Việt Nam và Trung Quốc lần thứ 7 diễn ra tại thành phố Đông Hưng vào ngày 23 tháng 4 năm 2021 vừa qua. Tại sự kiện này, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến đã khẳng định như sau. Biển Đông là tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới, không chỉ có giá trị chiến lược về kinh tế, thương mại, và quốc phòng, an ninh, mà còn giá trị chiến lược về địa chính trị. Do vậy, các nước liên quan cần tích cực hợp tác giữ gìn hòa bình, ổn định để đem lại lợi ích chung. Cũng trong thời gian diễn ra các hoạt động hữu nghị giữa giới chức quân sự hai nước, Trung Quốc tiếp tục có các động thái đáng chú ý trên biển khi tàu sân bay của họ bị phát hiện đang tiến dần về phía Biển Đông. Cũng hôm 23 tháng 4 tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dự lễ biên chế 3 tàu chiến mới tại căn cứ hải quân Tam Á ở đảo Hải Nam. Trong số các tàu mới, đáng chú ý có tàu chiến đổ bộ tiếp 075 có khả năng mang 30 trực thăng và 100 quân. Các tàu này dự kiến hoạt động tại Biển Đông trong thời gian tới,
và rõ ràng điều đó đe dọa các đảo mà Việt Nam đang đóng giữ bởi vì có thể bị Trung Quốc tấn công bất ngờ bất cứ khi nào. Ngoại giao chiến lang của Trung Quốc đã gặp ngoại giao lươn lẹo của Việt Nam. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa ở Hà Nội hôm 26 tháng 4 năm 2021. Trước đó vào trung tuần tháng 4 vừa qua, tân Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Bùi Thanh Sơn cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Ngoại trưởng Phương Nghị. Trong đó, hai bên đã trao đổi thẳng thắn về các vấn đề trên biển, mặc dầu vẫn khẳng định duy trì quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện. Nhưng cách tường thuật của mỗi bên về nội dung cuộc điện đàm bộc lộ một số điểm khác nhau. Ông Vương Nghị, vốn là cha đẻ của nền ngoại giao chiến lang, nhấn mạnh cả hai nước đều gắn bó với sự lãnh đạo của các đảng cộng sản cũng như con đường xã hội chủ nghĩa, và lặp đi lặp lại luận điệu mà cả ông lẫn Việt Nam chẳng bên nào tin, như với tư cách đồng chí anh em, Trung Quốc sẽ tiếp tục cam kết hỗ trợ Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa vì một tương lai tốt đẹp hơn. Và nhiều ý kiến cho rằng phải chăng Trung Quốc qua đây gợi ý khi Việt Nam trở thành một quận huyện của Trung Quốc. Ông Vương Nghị, Ngoại trưởng cũng không quên nhắc người đồng cấp Việt Nam về sứ mạng thiêng liêng như sau. Trước những chuyển biến hiếm thấy trong một thế kỷ vừa qua, hai bên cần nhớ sứ mệnh ban đầu của mình là củng cố niềm tin và sự đoàn kết, tăng cường hợp tác chiến lược và bảo vệ lợi ích chung. Điều này không chỉ gìn giữ an ninh chính trị của hai nước, và cộng thêm động lực mạnh mẽ cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa của thế giới. Nhưng mặt khác, ông tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, vốn là hậu duệ của nền ngoại giao được cho là lươn lẹo của Việt Nam, dường như đã không nhắc nhiều đến con đường xã hội chủ nghĩa, nhưng tập trung nhấn mạnh các vấn đề về Biển Đông. Đây là hình ảnh tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Bùi Thanh Sơn. Trong khi ông Vương Nghị, theo truyền thông Trung Quốc, dùng cụm từ xử lý đúng đắn các vấn đề trên biển, thì truyền thông Việt Nam viết khá kỹ về yêu cầu của Hà Nội trong cách giải quyết tranh chấp như sau. Hai bên đã trao đổi chân thành, thẳng thắn về các vấn đề trên biển, nhất trí cần tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán hiện nay. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên trao đổi, giải quyết bất đồng theo tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, thỏa thuận, nhận thức chung giữa hai bên và luật pháp quốc tế. Trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 cùng ASEAN đạt tiến triển tích cực về COC. Ông Vương Nghị hẳn nhiên đã đánh trúng lại các khía cạnh pháp lý này. Qua cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai ngoại trưởng thấy khá rõ là Trung Quốc muốn tiếp tục buộc Việt Nam vào cỗ xe chủ nghĩa xã hội. Tuy đã sụp đổ hoàn toàn từ quan điểm của thế giới trên toàn cầu và trải qua cuộc bể dâu của cả cuộc chiến tranh lạnh lẫn chiến tranh nóng, ngoại giao Việt Nam đã thức tỉnh trước cái bánh vẽ ý thức hệ mà Bắc Kinh luôn muốn cố gắng nhồi nhét vào thực đơn của bữa tiệc này dành cho các lãnh đạo Việt Nam. Và dường như thông tin cũng cho thấy rằng không thể gạt người dân ra khỏi cuộc chơi này. Bước vào năm 2021, do những chuyển biến khôn lường của đại dịch COVID-19 và những cuộc so găng trên quy mô toàn cầu giữa các mạng lưới quyền lực quốc tế và khu vực, lãnh đạo Việt Nam bắt đầu nhận thức ra một thực tế. Gạt người dân ra khỏi cuộc chơi trong các mối quan ngại giao bang giữa Việt Nam và Trung Quốc là một chiêu trò nguy hiểm, chết người. Vì thế, hình như từ đầu năm đến nay, Việt Nam bắt đầu bật đèn xanh, cho phép người dân tưởng niệm sự kiện xung đột xảy ra tại bãi đá Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Trong đó, tàu chiến của Trung Quốc đã nã đạn nổ súng, giết chết 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Nếu như trước đây, mỗi dịp kỷ niệm các vụ kỵ bên hàng giữa quan hệ Việt và Nam và Trung Quốc từ chiến tranh biên giới ngày 17 tháng 2 năm 1979 cho đến cuộc cưỡng chiếm biển đảo của Việt Nam từ Hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974 đến cuộc thảm sát Cảng Ma 14 tháng 3 năm 1988. Nhà nước hầu như cấm tiệt mọi hình thức lễ lạt. Phi lý đến mức không ít anh chị em trong xã hội dân sự đã bị đàn áp và bỏ tù chỉ vì mang các biểu ngữ như Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam. Nhà nước bắt đục bỏ các bia ghi lại những tội ác của Trung Quốc trên các tỉnh biên giới phía Bắc. Đây là hình ảnh nhà hoạt động Nguyễn Thị Hạnh và chồng là nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh biểu tình chống Trung Quốc vào hồi năm 2016. Việc bắt giam bà Nguyễn Thị Hạnh mới đây đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ cả trong và ngoài nước. Thay vì hành động trên thực tế để bảo vệ chủ quyền biển đảo, thì lại đi phát hàng ngàn lá cờ cho ngư dân kèm theo khẩu hiệu
hải quân bám bờ, ngư dân bám biển. Có lẽ chưa có thời nào chính quyền lại hổ danh, hèn với giặc, ác với dân như những năm Đảng và Nhà nước Việt Nam thẳng tay đàn áp xã hội dân sự trong cuộc kéo cưa lửa xẻ vừa qua với tập đoàn Bành Trường Bắc Kinh. Nhiều lúc người dân không hiểu nổi nhà nước muốn gì khi không đàn áp được thì tổ chức phá đám những người này. Đúng vào những ngày tưởng niệm, chính quyền đã cho lực lượng dư luận viên tổ chức các điệu nhảy trên nền nhạc lố lăng ngay tại tượng đài Lý Thái Tổ giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, nhằm cản trở những người dân yêu nước khi họ đến đây thắp những nén nhang để tưởng niệm sự dã man và của quân xâm lược Bành Trướng Bắc Kinh. Trở lại cuộc giao lưu hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc vừa qua, chắc chắn Mỹ và phương Tây không khỏi ngạc nhiên khi nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại trụ phủ chủ tịch vào hôm 26 tháng 4 rằng Việt Nam phản đối bất kỳ thế lực nào can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ nêu cao cảnh giác và kiên quyết chống lại mọi âm mưu phá hoại quan hệ Trung Việt và sẽ không bao giờ theo chân các nước khác chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, truyền thông trong nước, kể cả Thông tấn xã Việt Nam, đã ỉm đi và không đưa nội dung phát biểu trên lên các trang báo chí nhà nước. Trích dẫn đấy lấy từ bài báo bình luận của Global Times. Đây là một phiên bản tiếng Anh của Nhân dân Nhật Báo. Nếu cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam Trung Quốc không nói láo, thì phía tuyên bố của Chủ tịch Phúc thật đáng lo ngại. Do ông ta bị lẫn, bị xuyên tạc, hay chính xác là ông ta đang bẻ lái con thuyền Việt Nam, chúng ta cũng cần phải kiểm tra và theo dõi ông Chủ tịch nước này. Nhưng nếu đúng như thế, thì thật là phải chăng tân Chủ tịch nước đang đặt dấu chấm hết cho nền ngoại giao đô dây của Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 5 năm 2021 với bản tin Bang giao Trung Việt, những màn nói dối hào nhoáng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.